Chương trình này được bảo trợ bởi Anh Tuấn Web Design, đặc biệt thiết kế hệ thống website cho cơ sở thương mại, tiệm nail và supply. 714-251-2161. Cali Air Conditioning 714-390-8808. Anh Tuấn xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang đến với chương trình tin tức công nghệ cùng với Huỳnh Anh Tuấn được phát đi ngay tại Leadership on TV. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với những tin tức công nghệ mới nhất trong tuần vừa qua cũng như là trong những ngày tháng sắp tới. Bởi lẽ vì sao mà Tuấn nói trong ngày tháng sắp tới? Bởi vì chúng ta đang ở giữa tháng 11. Cứ bắt đầu từ cuối tháng 10 đầu tháng 11 cho tới cuối tháng 11, đầu tháng 12 và đến tới New Year luôn sẽ là những chương trình giảm giá đặc biệt nhất mà chắc quý vị ai nấy cũng đã nghe tới chương trình Black Friday. Thưa quý vị, tối vào đêm Thanksgiving lễ tạ ơn và sáng ngày mai lại rồng rắn xếp hàng ở ngay tại các chương trình, ở ngay tại các cơ sở ví dụ như là Walmart, Best Buy, Costco cũng có, Fry Electronics và nhiều những cửa hàng khác và chuyên về cửa hàng về công nghệ. Ngoài Black Friday ra còn có Cyber Monday thưa quý vị. Và đó là lý do mà hầu bao túi tiền của đa phần tất cả quý vị khán thính giả trong cuối năm đều bị thâm hụt rất nhiều. Bởi vì cái tình trạng mua sắm, nhưng với công nghệ hiện đại như bây giờ chúng ta không cần phải ra ngoài nữa, điều đó ai cũng biết. Nhưng Tuấn sẽ phân tích với một chút xíu với quý vị về chuyện lý do vì sao chúng ta không nên ra ngoài trong ngày lễ Black Friday mà chúng ta nên ở nhà ngồi trước chiếc máy tính và sau đó làm điều gì đó để thâm hụt túi tiền. Bởi vì khi chúng ta đi xếp hàng ở một nơi nào đó là dĩ nhiên là quý vị chỉ mua được đúng sản phẩm mà cửa hàng đó đang giảm giá mà thôi. Chúng ta không có cơ hội, ví dụ như quý vị đứng xếp hàng ở Best Buy, không có thể nào chạy qua bên Walmart được, không có thể nào chạy ra Costco và nhiều những cửa hàng khác. Thì cái cơ hội quý vị tìm và săn được những hàng hóa rẻ sẽ có cơ hội thấp hơn. Chưa kể tới chuyện trong những ngày tháng vừa qua thì tình trạng về nổ súng và gây bạo loạn ở ngay tại những nơi đông người đã làm cho rất nhiều người phải phân vân về chuyện có nên đi ra ngoài mua sắm vào trong dịp lễ tạ ơn Black Friday hay Cyber Monday hay không. Đó là lý do mà chúng ta nên ở nhà. Và thêm điều kiện nữa, đó là khi quý vị ở nhà, quý vị ngồi một chỗ shopping hết tất cả những trang mạng và tìm cho chúng ta được những cái mặt hàng tốt nhất, rẻ nhất mà không ở nơi nào có bằng. Nhưng câu hỏi đặt ra là Black Friday chúng ta mua cái gì? Chúng ta tìm ở đâu? Ngay trong chương trình Anh Tuấn Show. Nhưng trước hết quý vị xem, đây là những hình ảnh trong những ngày lễ Black Friday từ cả hàng chục năm trước. Thưa quý vị, nhìn hình ảnh thì quý vị cũng đã thấy là cơn sốt mua hàng giá rẻ Black Friday đã bắt đầu từ hàng chục năm trước. Lúc đó, thời kỳ của Internet vẫn chưa phát triển, Amazon vẫn chưa là bá chủ của thương mại điện tử. Và khi đó thì nhiều người vẫn phải ra ngoài mua sắm như thế này. Khi mà đứng trước hàng ngàn người chen lấn xô đẩy, quả là một trong những cái nightmare, một trong những cái mà người ta gọi là sợ sệt của rất là nhiều người. Chưa kể là những vụ bạo loạn, tranh giành, giành giật nhau, trầy xước. Đó là lý do mà online ở nhà. Khi mà online ở nhà dễ dàng lắm, quý vị cứ vào trang mạng gọi là Black Friday, bestblackfriday.com. Ở trên các trang mạng đó, khi mà quý vị bấm vào Google thì quý vị sẽ thấy được rất rất nhiều những trang mạng giới thiệu. Ngồi một chỗ mà quý vị thấy thì ở trong Tuấn thì Tuấn tin tưởng vào trang mạng bestblackfriday.com. Bởi vì cứ mỗi mùa Black Friday thì rất nhiều người, thậm chí cả hàng triệu người đi vào trang mạng này để tìm hiểu. Ví dụ như ngồi ở đây mà chúng ta biết sắp tới Walmart trong ngày lễ Black Friday họ sẽ
có những chương trình giảm giá như thế nào, chúng ta bấm vào Walmart chúng ta biết được ngày đóng cửa, ngày mở cửa, à hay không, và thậm chí cho chúng ta biết được những gì đang sale. Đây thưa quý vị, à, trong ngày lễ Black Friday lần này, ví dụ như TV 4K nhé, TV 4K 55 inches của hãng Sharp Black Friday chỉ sale còn có 298 đô la mà thôi. Một con số không tưởng, bởi vì nếu như không có Black Friday, quý vị sẽ phải mua với mức giá trên dưới 700-800 đô la for sure. Trong khi đó quý vị nói 4K chúng tôi chưa cần thiết, muốn rẻ hơn nữa. 125 đồng đã có một chiếc TV 39 inches và thêm nhiều những sản phẩm khác nữa. Quý vị thấy không? Đó, có trang 1, trang 2, trang 3, nhiều trang đó. Quý vị ngồi đấy, quý vị thích cái gì? Ví dụ như mình thích cái TV này, Samsung này, 324 đô la, bấm vào. Và coi như chỉ là đợi tới lúc nha quý vị nha, đợi tới lúc giảm giá và bấm vào make payment, trả tiền là xong. Ngoài trang mạng Walmart thì ở ngay tại bestblackfriday.com chúng ta còn có thể đi thăm Toys R Us, cửa hàng bán đồ chơi dành cho con nít đã có thương hiệu từ hàng chục năm qua. Target cũng có nữa quý vị nhé, Target cũng có nữa, Amazon cũng vậy, Sam Club, Best Buy, Groupon, HP, JCPenney và Co. Chúng ta vào thử Target. Ở nơi đây quý vị thấy biết được giờ giấc đóng cửa và mở cửa nhé. Và những gì qua mặt sẽ sale, sẽ giảm giá trong mùa lễ này, quý vị thấy giảm giá nhiều kinh khủng luôn. Quý vị thấy chúng ta không cần phải tốn xăng, chúng ta không cần phải đi đâu đó xa xôi, ngồi ở đây thấy và mua, bấm và mua, chờ đợi và nhanh tay quý vị nhé. Bởi vì số lượng hàng hóa trong ngày lễ Black Friday là cực kỳ giới hạn, chúng ta còn chần chừ suy nghĩ thì sẽ bị mất. Ngoài những trang mạng mà quý vị đang thấy trên màn hình mà Tuấn chia sẻ đó, Best Buy, Groupon, Samsung, thì nhiều những trang mạng khác nữa, Barnes & Noble, nhiều khác nữa mà chúng ta có thể đi vào. Burlington, Dillard cũng có trong này luôn, CVS, Costco luôn. À, bây giờ chúng ta xem Costco nhé, bởi vì Costco là một cửa hàng nhé về những đồ tiện dụng trong gia đình, kể cả đồ điện tử, được gia đình những quý vị Việt Nam yêu thích. Ví dụ như quý vị nhớ nha, Thanksgiving vào ngày lễ này thì Costco đóng cửa, nhưng vào ngày thứ sáu thì Costco lại mở cửa vào lúc 9 giờ sáng. À, quý vị thấy không? Và mở cửa tiếp tục luôn. Quý vị thấy chiếc laptop này giảm 70% off, 350%, 250 đô la off, 70 đô la off, trăm. Quý vị thấy nhiều lắm, ngồi một chỗ shopping được hết tất cả các trang mạng. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu nhiều như vậy rồi chúng ta nên mua những gì, không mua những gì, biết cái gì rẻ mà mua, biết cái gì không nên mua hay dành vào dịp khác. Đó là lý do quý vị theo dõi anh trong chương trình tin tức công nghệ. Có những một số những mặt hàng mà chúng ta không nên mua trong ngày lễ Black Friday. Đó là những mặt hàng liên quan tới những chiếc điện thoại iPhone của Apple Store. Lý do, bởi vì những chiếc điện thoại iPhone, nếu quý vị muốn mua iPhone 10, iPhone 8 mới ra mà quý vị chờ Black Friday thì có lẽ quý vị sẽ thất vọng, bởi vì Apple sẽ không giảm giá những chiếc điện thoại mới. Có thể họ giảm giá những mặt hàng accessory, ví dụ như là tai nghe, headphone, vỏ case, điện thoại, storage, hard drive. Nhưng với những chiếc iPhone mới thì câu trả lời là no and no. Ngoài những chiếc điện thoại iPhone là những mặt hàng không nên mua trong ngày lễ Black Friday, những mặt hàng liên quan tới những dụng cụ thể thao trong gia đình, ví dụ như máy chạy bộ, máy tập xe đạp, rồi bàn cử tạ, vân vân và vân vân, thì cũng không nên. Đây là lý do, bởi vì
Đây là những dụng cụ mà những cửa hàng có thể họ sẽ không có giảm giá. Bởi vì đây là những mặt hàng khó bán. Họ nhiều khi trong một năm họ chỉ nhập vài chục hoặc vài trăm sản phẩm để trong warehouse mà thôi. Và bởi vì mặt hàng có giới hạn nên họ sẽ không có giảm giá. Những mặt hàng như các công cụ để sửa nhà, các loại hardware tool, ví dụ như máy khoan, máy đóng đinh, máy cắt cưa, thì thường mỗi mùa trong năm, ví dụ như vào Summer Sale, họ sẽ sell nhiều hơn là Black Friday. TV 1080p hay là High Definition cũng không nên mua. Nhưng quý vị đã có hỏi tại sao không nên mua TV? Quý vị, TV có nhiều dòng. Nhưng bây giờ họ đã lên tới công nghệ màn hình 4K, tức là rõ gấp 4 lần so với High Definition. Và cái giá cho tới năm này đã giảm tới mức tối thiểu. Như quý vị thấy qua mặt bán, TV của hãng Sharp 55 inch mà chỉ có $300 mà thôi. Thì quý vị tưởng tượng đi, tại vì sao chúng ta mua 1080p nữa? Cho dù chúng ta không dùng đến, nhưng nếu như có TV, quý vị hãy suy nghĩ, thà chúng ta thêm vài chục đô la, hai ba chục, ba bốn chục đô la, nhưng chúng ta có công nghệ mới 4K luôn để dành xem trong khoảng thời gian sau này. Và còn nhiều những mặt hàng mà quý vị không nên mua trong ngày lễ Black Friday. Đó là những mặt hàng nào? Và những mặt hàng chúng ta nên mua, nên tìm kiếm trong ngày lễ Black Friday này sẽ có trong chương trình tin tức công nghệ ngay sau ít phút quảng cáo thương mại. Kính mời quý vị cùng theo dõi.